Vâng, xin được kính chào quý anh chị và các bạn đến với siêu thị ô tô Bica Hà Nội, một trong những đơn vị phân phối những dòng xe ô tô đã qua sử dụng được đánh giá là lớn nhất Việt Nam. Anh chị em thân mến, thì hôm nay chúng tôi lại mới về thêm cho quý anh chị và các bạn một cái siêu phẩm của hãng xe châu Âu, hay còn gọi là mẫu xe Volvo. Đây là mẫu xe Volvo XC 60 các bạn nhé. Volvo thì được nhập khẩu về Việt Nam bởi một hãng xe Thụy Điển và có khá nhiều các phiên bản, trong đó là có Volvo XC 90, Volvo XC 60, Volvo XC 40. Đây là mẫu xe Volvo XC 60 tức là cùng phân khúc với lại dòng xe Audi Q5 và những cái mẫu xe GLC các bạn nhé, GLC 300 và 250. Đấy, mẫu xe Volvo này thì rất được yêu mến tại thị trường châu Âu cũng như là thị trường Việt Nam bởi cái kiểu dáng thiết kế nó rất là khỏe khoắn, mạnh mẽ, nhưng nó cũng rất là thân thiện. Đấy, rất đẹp mắt các bạn nhé, rất đẹp mắt. Mẫu xe Volvo XC40 các bạn nhé, 60 các bạn nhé, đây 60. Và điều đặc biệt cũng xin giới thiệu đến cho quý anh chị các bạn thì cái mẫu xe này được đăng ký vào tháng 9 năm 2020, một chủ từ đầu và mới đi được có 3.000 km các bạn nhé. Cực kỳ mới, có thể nói rằng là một cái mẫu xe Volvo XC mới nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại các bạn ạ. Mới nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại, Volvo XC 60 các bạn nhé. Đấy, T6 OV kép này. Đấy, cốp được trang bị cốp chỉnh điện các bạn nhé. Nó cực kỳ mới luôn các bạn ạ, thực sự là nó rất mới luôn. Bởi vì chúng tôi đến trực tiếp tại nhà. Đây, các bạn nhìn này. Các bạn nhìn thì cái lốp này đã thấy là mới như này các bạn ạ. Đây cái... các bạn nhìn thấy không ạ? Lốp này mới như này cơ. Đấy, nó là quá mới rồi. Mọi thứ thì gần như là chưa dùng đến các bạn ạ. Xe này thì do một phi công của Vietnam Airlines đi. Đấy, phi công rất có tiếng ở Vietnam Airlines đi các bạn nhé. Đây. Đây cái các bạn nhìn thấy cái chất liệu ghế này. Xe chưa sơn lần nào, chưa thay dầu lần nào cả. Các bạn nhé. Đấy. Chưa thay dầu một lần nào, bất kỳ một lần nào luôn. Nó gọi là như mới luôn, khi tôi lấy ở trong nhà của khách hàng ra thì như mới luôn. Nếu anh chị em nào đang quan tâm cái dòng xe này thì tôi cũng phải chia sẻ cái ảnh mà nhà này, nhà của khách hàng này thì có khoảng, tôi đoán thì cái tổng tài sản của người ta có khoảng tầm hàng trăm tỷ đồng các bạn ạ. Hàng trăm tỷ các bạn nhé. Volvo XC. Đây. Con này nội thất thì nội thất màu nâu da bò các bạn nhé. Đấy, Volvo XC các bạn nhé. Nội thất màu nâu da bò này các bạn nhìn này. Cái chức năng chỉnh ghế điện này, điều chỉnh độ dài mặt ghế này, đấy, độ trường mặt ghế này, để nổ engine start top này. Con này thì đã được trang bị cái, so với lại GLC thì đã trang bị cửa sổ trời toàn cảnh panorama các bạn nhé. Đấy, so với GLC trang bị cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Đấy, cực đẹp luôn các bạn ạ, rất đẹp. Cả ghế trước bên lái và ghế trước bên phụ đều được trang bị ghế chỉnh điện và có nhớ ghế nhé các bạn nhé. Nhớ ghế. Hệ thống túi khí xung quanh xe. Đây là anh xin start top này. Đây này, cái hay là có cái hệ thống nhận diện giọng nói đấy các bạn nhìn này. Điều chỉnh nhận diện bằng giọng nói các bạn nhé. Khi mà các bạn cảm thấy nóng này mà các bạn nói là I am hot thì nó hệ thống điều hòa tự động. Nó sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ về thêm một độ nữa các bạn nhé. Đấy. Gạt mưa tự động này. Gạt mưa tự động này. Rồi chúng ta có hệ thống đèn pha tự động các bạn nhé. Đấy, cốp điện. Đầy đủ hết các bạn nhé. Nói chung là đây là một trong những cái mẫu xe có thể nói rằng là được đánh giá là an toàn nhất thế giới. Đấy, Volvo XC là mẫu xe được bầu chọn là mẫu xe an toàn nhất thế giới các bạn nhé. Xe đi được có, tôi xin nhắc lại, xe đi được có 3.000 km. Volvo XC 60 sản xuất năm 2020, xe đi được đúng 3.000 km quả nhá, 3.300 km. Xe đang chào giá với mức giá là 2.250.000.000 đồng. Và giá thì có thể thương lượng được. Nếu anh chị em nào đang quan tâm thì có thể gọi điện trực tiếp số điện thoại 0939063333. Một lần nữa thì xin được gửi lời chúc sức khỏe đến quý anh chị các bạn. Chúc các anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn.